Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái con này. Thì con này là Sony HC40 nha các bạn. Đây cái tên của nó nè. Đó. HC40. Thì mình để dùng pin vô ha. Thì đầu tiên để dùng pin vô thì chúng ta sẽ để vô vậy. Đó, chúng ta nhận xuống vậy. Mà nếu mình muốn lấy ra thì mình nhấn cái phá này nè. Ở đây nó có cái phá, nhấn vô là lấy ra. Đó. Rồi, khi mà mình không xài nhớ lấy dùng pin ra nha. Để cho pin trong máy lâu ngày nó bị chai đó. Khi nào mình chơi mình đi quay thì mình để vô, còn không quay thì tháo ra ha. Rồi ở đây thì nó nhìn theo cái ký hiệu này nè, thì chúng ta nhấn vô chúng ta gạt lên, ở đây nó chỉ là gạt lên ha. Thì ở đây nó sẽ có ba cái đèn light, cái đầu tiên là quay phim, cái thứ hai á, là chụp ảnh, cái thứ ba này xem lại ha. Bây giờ mình nhấn vô mình gạt luôn nè, đó nhấn xuống, nhấn vô gạt xuống vậy thì cái đèn light đầu tiên nó sẽ hiện lên nè. Đó là cái này là quay phim nè, nhấn vô gạt xuống cái nữa, đó là cái này là chụp ảnh ha. Rồi nhấn vô gạt xuống cái nữa là về xem lại. Bây giờ rồi mình muốn về đầu lại thì mình nhấn vô mình gạt cái nữa là nó sẽ nhảy về đầu ha. Đó rồi bây giờ mình mở cái màn hình ra nha. Thì bây giờ cái này là nó báo là cái báo vậy là chưa có cục băng ở trong, thì cái máy này nó quay là băng DV, thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ băng vô ha. Ở đây nè, ở đây nó có cái phá nè, chúng ta đẩy lên, chúng ta kéo nó cái nắp này ra, đẩy lên kéo nắp này ra. Cái này là cuồng băng DV nha các bạn. Mỗi một cuồng này là nó quay được 60 tiếng, 60 phút. Quay được 60 phút tức là 1 tiếng đồng hồ á. Rồi bây giờ mình để băng vô ha, thì cái cách để băng vô như vậy. Đó, để vậy giống vậy nè. Từ từ nha. Ở đây nó có một cái chỗ để mình nhấn vô. Đây, nè, nó có cái chữ ở đây nè. Là mình bóp chỗ này nó mới vô, còn họ bóp đây nó cũng không vô nữa ha. Để đúng cái nó mới vô. Đợi nó xuống hết nha, đợi nó xuống hết xong mới đẩy nắp lại nha. Đó. Màn hình con này nó cảm ứng nha các bạn. Thì bây giờ băng này nó báo là số 63 phút, thì tức là nó đang ở đầu băng rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu thử ha, thử quay ha. Thí dụ công tơ số đây nó báo nè là mới có mất 6 giây thôi à. Còn băng này hiện giờ đang là băng trắng ha. Bây giờ mình thử quay ha. Thì mình nhấn cò ở đây nè, mình nhấn một cái là quay, nhấn vô một cái nữa là stop. Còn cái nút zoom in zoom out là ở đây nè. Nè, ví dụ mình muốn zoom nè, đó. Còn cái nút này là chụp hình. Bây giờ mình đang thử cái chế độ quay phim ha. Rồi, bây giờ mình nhấn cò vô cái là để quay nè. Đó. Nhấn vô để quay. Rồi, mình zoom in zoom out ha. Đó, zoom ra nè. Rồi mình nhấn cò một cái nữa là tắt nha. Đó, là tắt. Rồi. Bây giờ mình muốn xem lại thì mình sao? Mình nhấn vô, gạt xuống cái. Gạt xuống cái đó. Đó, đang về xem lại. À, đang chụp hình. Gạt cái nữa là về xem lại. Rồi, ở đây nó chỉ nè. Thì bây giờ mình mới quay được 19 giây ha. Thì mình sẽ trả về. Đó, mình trả về. Rồi. Rồi, bây giờ mình nhấn vô mình xem lại nè. Mình phải thủ cái tay ở đây, khi nào top nó sẽ top ha. Đó. Đó rồi chúng ta thủ thủ nè. Đó thấy không, cái nãy mình quay đó, giờ nó có ở đây nè, thấy chưa? Để kết nối với laptop á, thì chúng ta sẽ xài cái cổng này ha. Đó chúng ta cắm vô đây. Rồi xong ba cái đầu này sẽ cắm vô cái, nó có một cái dữ liệu để mình copy vô, thì cái đó sẽ chỉ sao nữa ha. Rồi, một con máy này nó hoạt động mượt mà nha các bạn. Ở khi mà chúng ta xong nhiệm vụ rồi thì chúng ta tắt máy. Tắt máy ha. Và khi đóng nắp màn hình lại thì chúng ta đỡ nó vậy nè, nương nương nó theo, đừng có làm mạnh tay quá ha. Đó. Rồi cái wheel ngắm này nè thì nó có hai cái điểm nhìn. Một là chúng ta nhìn ở đây, hai là chúng ta nhìn ở nhìn ở đây hoặc là nhìn ở đây cũng được nè. Nhìn ở đây thì chúng ta kéo cái này ra. Ở đây nó báo là có chế độ là quay short night nè, nè quay ban đêm và quay gọi là quay laser, quay laser thì cái khoảng cách quay của nó chừng 2 mét trở lại thôi, không xa lắm đâu. Để nó sẽ bắn cái tia laser ra rồi cái máy nó sẽ tự quay, nó thành là quay trắng đen. Đó chúng ta gạt cái này nè, cái nút này. Rồi
Nếu mà chúng ta muốn nhìn cái màn hình này thì chúng ta đóng nắp này lại. Cái đèn này nó không chỉnh được, ngó vô đây nè, ngó vô ống ngắm này này nè, thấy chưa? Cây cuốc đã nhiều, lưng 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.